Những lần khám nào cần được thực hiện trong suốt thời kỳ mang thai? Tôi trông đợi điều gì trong lần khám đầu tiên? Trong lần khám đầu tiên khi đã chắc chắn là bạn có thai thì bác sĩ sẽ tư vấn cho bạn. Bác sĩ sẽ cho bạn những lời khuyên về thời kỳ mang thai, về xét nghiệm dự phòng ung thư trong thời kỳ mang thai, lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và về những thay đổi trong thời kỳ này. Was, uh, điều gì sẽ xảy ra với wird, bạn bạn cần phải muss. tính đến những điều gì đây là nội dung của lần khám đầu tiên. Các lần khám tiếp theo sẽ là khám thể chất, kiểm tra máu, kiểm tra siêu âm. Trong đó, chẳng hạn đo huyết áp sẽ được kiểm tra thường xuyên. Ngoài ra, còn có xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu. Những xét nghiệm dự phòng thường được thực hiện trước mỗi 4 tuần, và từ tuần thứ 32 trở đi thì diễn ra 14 ngày một lần. Tổng kết lại, thì trong suốt thời gian thai kỳ sẽ có khoảng 10 đến 12 lần khám. Một điều tất nhiên là rất quan trọng, đó là dự kiến ngày sinh của bạn. Cần phải lưu ý rằng, chỉ khoảng 4% trẻ được sinh ra đúng theo ngày dự kiến. Dựa vào lịch dự kiến sinh, bạn cũng cần phải tính đến thời kỳ nghỉ trước khi sinh và sau khi sinh, khoảng 6 tuần trước khi sinh, và 8 tuần sau khi, Điều khi sinh. Điều này tất nhiên cần phải được thỏa thuận từ ban đầu để bạn có thể lên kế hoạch về việc mang thai.